công ơn cha mẹ. Mà trước đó đó thì mình lại là thường á, là mình khi mình lớn lên á, nhất là cái tuổi mà từ 10 đến 18 tuổi, cái tuổi mà gọi là vị thành niên á, tuổi đó đang đang phát triển. Cho nên nó nhiều khi là do là đang phát triển cho nên có khi bắt đầu là chống lại cái cha mẹ. Lúc nhỏ thì Đức Phật Ngài dạy là mình phải vâng lời cha mẹ này. Nhưng bây giờ là đến khoảng 10 tuổi, đến 18 tuổi là cái tuổi mà chưa trưởng thành đó, thì trong cái tuổi đó đó là con cái đang muốn là phát triển, đang muốn tự mình khám phá. Cho nên đôi lúc là chống lại cái lời của cha mẹ. Mà thực ra cha mẹ có khi là la rầy hay là đánh đập, có khi cả đánh đập nữa. Nhưng mà bởi vì là thương con, bởi vì muốn con nên người, cho nên phải làm như vậy. Chứ không có cha mẹ nào mà muốn hại con cả. Có khi cha mẹ la rầy, mắng chửi. Nhưng mà như vậy cũng vì phát xuất từ tình thương. Mà trong đó cũng có cái lỗi của mình. Có cái lỗi của mình là mình không vâng lời cha mẹ, hoặc là mình làm những cái điều ngỗ nghịch, cho nên cha mẹ mới là la rầy đánh đập. Và khi mình đúng ra cái tuổi mà mình thường hay là phản đối lại lời cha mẹ, đó là cái tuổi trưởng thành, thì theo cái tâm lý giáo dục á, thì các em cỡ ngang tuổi đó là luôn là hay cãi lại lời cha mẹ. Vì vậy cho nên cái tuổi đó thường là coi như là nếu người con nào mà chống lại cha mẹ nhiều quá thì mình gọi là người con bất hiếu. Cho nên Đức Phật Ngài dạy là đầu tiên là vâng lời cha mẹ, rồi đến thứ hai đó là làm những công việc để đỡ đần cho cha mẹ. Thí dụ như mình phụ với cha mẹ rửa chén, hay là phụ cho cha mẹ quét nhà, phụ cho cha mẹ những cái việc làm mà mình có thể làm được. Mình thì lớn lên để được cha mẹ nuôi dưỡng, rồi mình lo đi ăn học. Cho nên nhiều khi mình rồi ăn học xong rồi cái mình đi chơi, mình quên đi những cái việc nhà mà mình lẽ ra là mình phải quét nhà, hay là lau bàn ghế, hay là dọn ăn, rửa chén bát gì đó để giúp cha mẹ chẳng hạn. Hoặc là cha mẹ xách một cái đồ gì nặng để mình phụ với cha mẹ chẳng hạn. Cho nên là mình chưa có làm được việc gì lớn, nhưng mà mình có thể phụ với cha mẹ những cái việc nhỏ như vậy. Rồi đến cái lớn lên khi mình đến tuổi trưởng thành á, thì phải biết giữ gìn cái truyền thống đạo đức của gia đình. Nhất là cái châu Á của mình á, thì thường là có một cái gia phong, người ta gọi là gia phong. Thì mình, cái người con đó là phải biết giữ gìn cái gia phong, tức là cái nền nếp đạo đức của gia đình, cái tôn ti trật tự của gia đình. Trong cái điều này đó, thì có thêm một cái chi tiết là thế này. Nếu như cha mẹ là người biết đạo, người thường đi chùa hay là làm những điều phước thiện, thì mình học theo cái hành của cha mẹ. Đó cũng là gìn giữ cái gia phong. Và nếu như có trường hợp là vì cha mẹ của mình đó, lo làm lụng để nuôi nướng con cái, cho nên nhiều khi không có thì giờ để đi chùa, hay là không có thì giờ để làm những việc phước thiện, mà cứ có tiền thì lo nuôi con, lo sắm sữa cho con. Cho nên nhiều khi là cha mẹ lo cho con cái quá mà có khi không biết tới đạo. Trong khi đó là người con á, thì lại là có cái duyên được biết đạo, thì nên là hướng dẫn cha mẹ, hay là tạo điều kiện để cho cha mẹ có thể đi chùa, hay là lễ Phật, hay là làm những điều phước thiện, biết bố thí trì giới tham thiền. Thì trong cái hiếu của người con đối với cha mẹ đó,
Thì Đức Phật Ngài dạy rằng là bây giờ mình không cách nào mà một người con có thể là báo hiếu được cha mẹ được cả. Vì cái công ơn mẹ khi mà còn ở trong bào thai, con còn trong bào thai, cho đến khi sinh ra rồi nuôi dưỡng, thì cái thời kỳ đó là thời kỳ cực kỳ khó khăn. Chỉ nguyên cái thời kỳ đó không thôi, chứ chưa kể là sau này là cha mẹ làm không biết bao nhiêu cái điều để giúp cho mình trưởng thành, giúp cho mình thành đạt trong cuộc đời. Thì riêng cái giai đoạn mà dưỡng thai với lại là sinh ra rồi nuôi con tuổi nhỏ đó, thầy có chứng kiến bà chị của thầy, chị dâu, tối là con nó khóc suốt nửa tháng trời, là chị cũng phải thức suốt nửa tháng để mà dỗ dành đứa con. Cho nên là mình thấy là cái cực nhọc của cha mẹ là rất là lớn. Vì vậy mới nói là khi mà mình có nuôi con rồi, mình biết cái công ơn của cha mẹ là vậy. Thì khi mà cha mẹ cực khổ như vậy, mà cho nên á, nhiều khi là không có biết được, không có thời gian để đi chùa, không có thời gian để làm những điều phước thiện. Thì Đức Phật Ngài dạy là người con đó không thể nào mà cho dù là mình phục vụ suốt cha mẹ suốt ngày đi nữa, cũng không thể nào đền đáp được cái công ơn của cha mẹ. Nhưng mà nếu mình hướng dẫn hay là tạo điều kiện để cho cha mẹ sống lương thiện, biết làm phước, biết tam bảo, biết sống để mà đi đúng cái con đường giác ngộ giải thoát, thì lúc đó mới có thể là báo hiếu được cho cha mẹ. Bởi vì sao vậy? Có cái điều mà thứ tư đó, cái điều thứ tư thì Đức Phật Ngài dạy là phải phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà trong cái phụng dưỡng á, thì mình thấy là phụng dưỡng về vật chất, có khi trong có trường hợp là cha mẹ lớn tuổi già rồi á, thì mình phải phụng dưỡng, phải giúp đỡ cha mẹ. Thì Đức Phật Ngài có dạy rằng là khi mình làm ăn mà mình có một cái lợi nhuận, thì cái lợi nhuận đó là phải chia ra bốn phần. Phần thứ nhất là để nuôi thân. Phần thứ nhì là để nuôi vợ con. Và phần thứ ba đó là phải đền đáp cái ơn cha mẹ, đền đáp cái công ơn của cha mẹ. Và cái thứ tư đó là biết làm phước. Bởi vì mình để dành tiền thì cũng có khi mất. Nhưng mà mình làm phước thì cái phước sẽ không mất. Cho nên cái thứ tư là cái là mình làm phước thì mới là để dành được cái phước cho mình. Thì Đức Phật Ngài dạy là có bốn cái cách sử dụng cái tài sản mà mình làm ra được. Thì trong đó có một cái điều đó là phụng dưỡng cha mẹ, tức là có một phần. Cho dù mình làm được nhiều hay là ít, thì mình cũng phải để dành một phần để sau này khi cha mẹ mình mà lớn tuổi mà bệnh hoạn hay là không còn làm ăn được nữa, thì lúc đó mình phải là cái người mà luôn là phụng dưỡng cho cha mẹ, luôn là phải giúp đỡ cha mẹ. Nhưng mà cái giúp đỡ về mặt vật chất á, thì Đức Phật Ngài nói là không bao giờ đủ, không bao giờ đền đáp được cái công ơn của cha mẹ. Nhưng mà nếu mình hướng dẫn được cha mẹ vào đạo, cha mẹ biết giữ tam quy ngũ giới, cha mẹ biết bố thí trì giới tham thiền, biết làm những điều phước thiện, thì đó mới thật sự là cái đền đáp cái công ơn của cha mẹ. Cái điều cuối cùng á, để đền đáp công ơn của cha mẹ á, là khi cha mẹ đã quá vãng. Khi cha mẹ đã quá vãng rồi á, thì Đức Phật Ngài dạy là mình phải làm phước. Có hai cái điều. Một là
tâm lực và hai là phước lực. Với tâm lực tức là cái thành tâm của mình đó, với là cái phước lực mà mình làm để mà mình hồi hướng đến cho cha mẹ đã quá vãng, đó cũng là cái báo hiếu cuối cùng. Dù cho cha mẹ không còn ở tại thiền nhưng mà mình vẫn báo hiếu cha mẹ bằng cách là mình làm những điều phước thiện để mà hồi hướng cho cha mẹ. Thì cái phước thiện mà hồi hướng cho cha mẹ có nhiều thứ. Mình chia sẻ hay là hiến tặng hay là giúp đỡ về mặt vật chất để giúp đỡ người khác, hoặc là mình cúng dường, thì đó là một cái phước. Cái thứ hai đó là mình giữ giới. Giữ giới tức là gì? Giữ giới tức là không làm những cái điều mà hại mình hại người. Ví dụ như sát sanh, trộm cắp, dâm, nói dối, uống rượu chẳng hạn. Thì những cái việc làm nào mà đưa đến hại mình hại người á, những hành động, những nói năng nào mà đưa đến hại mình hại người ấy, thì mình không có làm. Cái đó gọi là giữ giới. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Thì như vậy á, giữ giới cũng là tạo ra cái phước đức để mà hồi hướng đến cho cha mẹ. Cái thứ ba đó là mình tham thiền niệm Phật. Tham thiền niệm Phật để mình giữ cái tâm của mình thanh tịnh trong sáng. Cái tâm thanh tịnh trong sáng là nó có một cái tâm lực và cái phước lực mình để mà có thể hồi hướng đến cho cha mẹ. Và cái thứ tư đó là cung kính lễ bái những cái bậc hữu ân hay là những cái bậc đáng cung kính cúng dường, lễ bái tam bảo. Thì cái lễ bái đó, cái sự cung kính đó cũng là một cái phước để mình hồi hướng cho cha mẹ. Rồi phục vụ. Mình có thể làm được cái điều gì mà mình giúp đỡ được người khác, giúp đỡ những người bệnh hoạn, giúp đỡ những người bị khuyết tật, hay là giúp đỡ những người cơ nhỡ khó khăn. Thì đó là cái giúp đỡ ở đây ấy, thì nó khác với cái mà mình hiến tặng. Ví dụ như mình hiến tặng nhà tình thương hay là mình phát quà này kia cho những người nghèo khó. Còn bên này là mình phục vụ, tức là mình không phải mình phục vụ bằng sức của mình á, chăm sóc rồi này kia đó, thì cái đó là thuộc về phục vụ. Thí dụ như những người ở trong phục vụ cho những người bệnh ở trong nhà thương chẳng hạn, hay là mình phục vụ cho những người thân nhân của mình hay là những người đang gặp những cái khó khăn cơ nhỡ mà mình phục vụ, đó cũng là cái phước. Mình thấy một người già đi ngang qua đường mà xe cộ quá nhiều, mình có thể dẫn cái người đó đi qua đường, cái đó cũng là cái phục vụ. Cho nên cái phục vụ là một cái phước. Rồi mình nghe Pháp cũng có phước. Nghe Pháp là để cho mình hiểu đạo, để mình sống cho đúng tốt. Thì cái khi mà mình nghe đạo cũng là cái phước. Tại vì bây giờ ví dụ như quý vị đang ngồi đây nghe Pháp, rồi mình có hiểu thêm Pháp, hiểu thêm cách nào để mình làm được nhiều cái điều tốt đẹp cho mình, cho người, thì đó là, và mình giúp cho bản thân mình được giác ngộ giải thoát. Cho nên cái nghe Pháp cũng là một cái phước. Rồi khi mình nghe Pháp mà mình có được hiểu biết về Pháp, mình lại chia sẻ Pháp cho người khác. Chia sẻ Pháp cho, ví dụ như quý vị nghe Pháp rồi, quý vị về nói lại với người nhà, nói với bạn bè, hay là giúp cho người khác cũng hiểu được Pháp, đó cũng là một cái phước. Rồi á, khi mình làm những điều phước thiện, bất kỳ là những điều phước thiện nào, mình cũng hồi hướng, đó cũng là phước. Cái hồi hướng á, nó thế này,
Có nhiều người sợ là mình có cái phước rồi mình hồi hướng thì nó bớt cái phước của mình đi. Nhưng mà trên thực tế thì càng càng hồi hướng phước nhiều chừng nào thì cái phước càng tăng lên chừng đó. Khi giả sử mình có 1 triệu đồng mà mình chia cho mỗi người 100 thì nó sẽ hết đi. Nhưng mà ngược lại cái phước á, mà mình chia là 100 người thì phước nó sẽ tăng lên 100 phần. Cũng giống như là mình cái đèn á, bây giờ mình có một cái ngọn đèn thôi, nhưng mình thắp cho một người nữa thì nó sáng thành 2, thắp thêm cho một người nữa thì sáng thành 3, mà cứ thắp thêm chiều người chừng nào đó thì sáng lên chừng đó. Cho nên mình thấy là mỗi lần mình hồi hướng á, mình làm cái phước gì mà mình hồi hướng á, thì cái hồi hướng đó cũng là một cái phước. Bởi vì khi mình hồi hướng như vậy để làm gì? Để mình mở cái tâm của mình ra. Chứ không phải là mình làm phước để cho cá nhân mình không thôi. Mà mình làm phước thì mình hồi hướng đến chúng sanh, mình hồi hướng đến thân nhân, bà con quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, các bậc ân nhân và tất cả chúng sanh. Mình hồi hướng. Cái hồi hướng đó đó, mình nói khơi khơi và mình tưởng đâu là không có cái hiệu quả gì, nhưng mà thực ra cái tâm lực và cái phước của lực đó, nó tỏa ra trong cái trong vũ trụ, tỏa ra trong không gian đó, thì mỗi người đều hưởng được mà mình không biết. Nhiều khi ai hồi hướng là mình cũng hưởng được cái phước đó, nhưng mà mình không biết vì nó vô hình cho nên mình không thấy. Nhưng mà nếu như mà trong cái không gian này mà người nào cũng làm phước, người nào cũng hồi hướng hết đó, thì cái không gian này nó sẽ rất là tốt đẹp, rất là trong lành, rất là an lạc. Đó. Nhưng mà nếu trong cái không gian này mà người nào cũng nghĩ ác, người nào cũng nghĩ xấu, thì không gian này nó sẽ bị ô nhiễm đi. Cái tâm mình đã bị ô nhiễm rồi, mà cái không gian cũng bị ô nhiễm. Cho nên khi mà mình hồi hướng làm phước mà hồi hướng như vậy đó, thì mình không những là đem lại lợi ích cho mình, cho người, mà còn là đem lại cho cái sự tốt lành cho cái không gian, cho vũ trụ nữa. Có một người, có một bác sĩ đó là về hưu, mới về hưu cái ra ngồi vườn á, ngồi nghe pháp. Thì khi ngồi nghe pháp như vậy đó, thì cái tâm nghe pháp rồi cái tâm đó nó tỏa ra một cái năng lượng tốt. Cho nên đó, bác sĩ nó nói là từ ngày mà con nghe pháp, ngồi ra ngoài vườn nghe pháp đó, tự nhiên là bông hoa nó cũng nở, rồi cây trái nó có trái rất là nhiều mà trước đây không hề có. Cho nên cái năng lượng đó, cái năng lượng khi mà mình làm một cái việc phước lành gì đó, cái năng lượng nó tỏa ra đó, thì cái năng lượng đó chính là cái mà mình hồi hướng. Cho nên hồi hướng là một cái phước. Và thêm một cái nữa là mình không có điều kiện gì làm phước, nhưng mà có ai làm phước thiện gì thì mình hoan hỷ theo. Mình gọi là tùy hỷ, gọi là anumodana. Bên Nam Tông thì gọi là anumodana, tức là mình tùy hỷ cái phước đó với người khác. Mình không có gì để mình làm phước, nhưng mà thấy người khác làm phước mình hoan hỷ. Thì cái hoan hỷ với cái phước của người khác đó cũng là cái phước. Thậm chí đó, có khi là cái phước đó nó còn hơn cả cái người làm. Tại sao mà hơn cả người làm? Bởi vì có khi cái người làm phước đó, họ làm với cái tâm chưa có hoàn thiện lắm. Trong cái làm phước đó, đôi lúc họ có ngã mạn, hoặc là họ có bực tức hay là cái gì đó không vừa ý gì đó. Cho nên trong cái phước của họ đó, họ làm nó cũng bị giới hạn đi. Nhưng mà mình thì mình thấy người ta làm phước cái là mình hoàn toàn hoan hỷ, chứ không có một cái tâm xấu nào trong đó hết. Cho nên cái mà tùy hỷ, tuy mình không làm phước nhưng mình lại tùy hỷ với phước của người khác, thì đó cũng là cái phước đó. Và cái phước thứ 10 đó là mình luôn điều chỉnh cái nhận thức của mình cho đúng với pháp. Mình gọi là mình điều chỉnh cái chánh kiến. Bởi vì trong đời sống nhiều khi mình nhận thức sai, nhưng mà mỗi lần sai mình biết quan sát lại để điều chỉnh. Cho nên trong đạo Phật á, cái điều quan trọng là mỗi người luôn là
thường sáng suốt soi sáng lại mình, rõ biết mình. Nói theo thiền tông thì gọi là liệu liệu thường tri, hoặc là tịnh độ là mình thường hay niệm Phật. Niệm Phật là Phật là ví dụ Phật A Di Đà là vô lượng quang tức là sáng suốt, và tịnh độ tức là thanh tịnh. Cho nên nếu mà mình mà niệm Phật mà đến cái tâm của mình mà thanh tịnh trong sáng, thì cái tâm thanh tịnh trong sáng đó, nhờ cái thanh tịnh trong, nhờ cái niệm Phật, nhờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mình mới thấy rõ được cái tâm của mình tịnh hóa cái tâm của mình, thì đó là cũng đang điều chỉnh lại cái nhận thức. Tu là một cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thì ví dụ như mình đối với cha mẹ mà mình có nói cái lời gì đó hỗn hào, hay là mình có cái hành động nào đó sai trái, nhưng mà nếu mình biết quan sát lại mình đó, thì mình có thể điều chỉnh lại để mình bỏ đi những cái nhận thức và hành vi sai lầm. Thì cái nhận thức và hành vi đúng tốt đó, Đức Phật gọi là bát chánh đạo. Chánh kiến tức là chánh kiến là với là chánh tư duy, đó là nhận thức đúng. Nhận thức đúng tốt tức là mình nhận thức đúng với sự thật, chứ không phải là mình tưởng tượng, không phải là mình ảo tưởng, mà là mình thấy được sự thật. Thấy được sự thật á, thì mình suy nghĩ thật rồi đúng. Cho nên nó là cái đó là chánh kiến, chánh tư duy. Và khi mà mình có chánh kiến, chánh tư duy đó, thì lúc đó hành động, hành vi của mình là chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng là đúng tốt. Và tâm của mình là tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tâm của mình nó là thanh tịnh, tâm của mình là ổn định. Cho nên ở trong bát chánh đạo cũng chỉ có hai phần thôi, đó là nhận thức và hành vi. Vì vậy mà trong đời sống của mình, cái người mà luôn soi sáng lại mình, luôn rõ biết mình hành động, nói năng, suy nghĩ như thế nào, thì người đó sẽ biết điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của mình. Trong đó có cái nhận thức và hành vi sai trái đối với cha mẹ. Hồi xưa đó, có nhiều khi mình còn nhỏ cho nên mình nói một cái lời gì đó mà lúc đó mình không chưa có đủ cái sáng suốt, cho nên mình nói làm tổn thương cha mẹ mình. Đến khi lớn lên có một lúc nào đó, chẳng hạn như con mình nó hỗn hào với mình, cái tự nhiên mình nhớ lại cái lúc mình đã từng có một cái sai lầm hỗn hào với cha mẹ, lúc đó mình sẽ ân hận vô cùng đó. Có khi mình sẽ khóc sướt mướt, nhưng mà lúc đó cha mẹ đã không còn nữa. Cho nên là khi mình đang trong đời sống hàng ngày của mình đó, thì mình làm những cái việc tốt lành gì ở bên ngoài thì là tốt rồi, đối với xã hội như vậy là tốt rồi, nhưng mà đối với cha mẹ của mình đó, thì mình nên là phải có một cái lòng hiếu thảo, nên là phụng dưỡng cha mẹ như Đức Phật ngài dạy đó. Thầy nhắc lại là Đức Phật ngài dạy là lúc nhỏ mình phải vâng lời cha mẹ, đỡ đần công việc với cha mẹ, rồi giữ gìn truyền thống đạo đức của cha mẹ, rồi phụng dưỡng cha mẹ. Và khi cha mẹ đã qua đời đó, thì mình làm những điều phước thiện để hồi hướng đến cho cha mẹ. Và phước thiện thì có 10 cái điều phước thiện như hồi nãy thầy đã giới thiệu. Đó là những cái việc làm cụ thể trong đời sống để mình phụng dưỡng cái công ơn sinh thành dưỡng dục mà cao dài của cha mẹ, mà mình không thể nào mà đền đáp hết. Cho nên nếu không làm được điều gì mà để phụng dưỡng cha mẹ, thì ít nhất mình cũng không có làm cái gì để tổn thương đến cha mẹ. Đó là cái ý nghĩa của cái lễ Vu Lan mà chúng ta thường được nhắc đến
trong cái mùa Vu Lan, nhất là vào ngày rằm tháng 7. Tuy nhiên, không phải là chị có đến mùa Vu Lan, không phải là chị đến rằm tháng 7 mình mới là báo hiếu. Không phải là đến lúc đó mình mới là cài bông hồng, mà là mình phải nhớ đến công ơn cha mẹ trong từng khoảnh khắc đời sống. Bởi vì cái công ơn cha mẹ quá lớn mà mình không nhớ được, mà mình lại là đầu tư quá nhiều vào những cái chuyện bên ngoài mà quên đi cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì đó là một cái lỗi lầm hết sức lớn. Mình rất buồn là hồi xưa đó, mà nghe nói đến chuyện mà người con giết cha giết mẹ gì đó, là hồi xưa là xem cái chuyện đó là không thể chấp nhận được. Và trong Phật giáo đó thì cũng nói rằng là con mà giết cha mẹ đó là vào ngũ nghịch đại tội. Cái tội đó là sẽ đọa vào cái địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Nhưng mà mình tiếc rằng là trong thời đại này, lâu lâu mình xem trong báo chí mình thấy là con giết cha mẹ không ít. Đó là cái điều mình cần phải lưu tâm để mà mình... thứ nhất là đối với cha mẹ thì phải biết dạy dỗ con cái như thế nào để giúp cho con cái nó có cái niềm tin, nó có tình thương yêu đối với mình, và giúp cho nó sống đạo đức. Còn nếu mà cha mẹ đôi lúc cũng vì do cái hoàn cảnh, do hoàn cảnh cho nên cha mẹ là cũng giả sử như làm ăn hay là quan hệ những cái đối tác như thế nào đó mà dần dần là trong cái quan hệ đó nó sinh ra nhiều cái tiêu cực. Cho nên đôi lúc có nhiều người làm cha mẹ cũng có nhiều cái sai lầm. Cho nên con cái họ cũng không phục. Nhưng mà nói là cha mẹ phù mậu hữu quá, giáng như bất nghịch, tức là cha mẹ mà có sai lầm đấy nữa thì cũng có cái nguyên nhân gì đó mà đáng thương, đáng tôn kính. Chứ không phải là vì cha mẹ sai mà mình lại là mà nghịch lại, mà mình chỉ nên là khuyên lớn, hay là mình nói những lời như thế nào đó để giúp cho cha mẹ tránh được những cái sai lầm, chứ không nên là mình tỏ ra bất hiếu hay là tỏ ra đối nghịch lại. Phụ mẫu hữu quá, giáng như bất nghịch, tức là mình chỉ can giáng, chứ không nên là nghịch lại. Bởi vì mình không hiểu được, có nhiều cái trường hợp mình không hiểu được là cái nguyên nhân nào mà cha mình, mẹ mình như vậy. Nhiều khi là chính vì lo cơm áo gạo tiền để mà nuôi con, cho nên là cha mẹ không từ những cái điều mà có thể là bất thiện, mà cũng vì con cái. Cho nên điều đó mình cũng phải cảm thông, và mình cũng phải giúp cha mẹ là hướng thiện thì mới đúng. Chứ không nên vì mà có cha mẹ mà có gì sai lầm rồi mình lại là đâm ra ghét bỏ cha mẹ là một cái điều sai lầm. Bây giờ quý Phật tử có ai muốn hỏi điều gì không? Có ai muốn hỏi thêm điều gì không? Có một cái mic nào khác để cho
cho bên giới hỏi. Kính bạch thầy ạ, thầy cho con xin hỏi được một câu ạ, là bây giờ con thấy là các quý Phật tử rất là nhiều người tụng chú Đại Bi hàng ngày để hồi hướng công đức cho cha mẹ và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp để có thể được an lành và vãng sinh cực lạc. Con xin kính mong thầy giảng giải thêm cho chúng con về ý nghĩa của hoạt động này và làm như thế nào để đúng nghĩa và chúng con có thể đạt được phước báu á. Con xin cảm ơn thầy ạ. Tụng kinh hay là niệm Phật cũng là tạo ra cái phước báu. Bởi vì khi mình tụng kinh niệm Phật thì tâm của mình nó thanh tịnh, trong sáng. Tâm mình lúc đó nó không có nghĩ đến cái điều ác, không có cái thay vì cái thời giờ đó mình đi làm những cái chuyện vô ích hay là việc ác ấy, thì mình ngồi mình tụng kinh. Thì bây giờ tụng kinh gì cũng được, tụng kinh, tụng chú gì cũng được, miễn sao là tâm mình thanh tịnh trong sáng. Thì khi tâm mình mà thanh tịnh trong sáng ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái năng lượng lành. Và mình nói là cái phước đức có nghĩa là cái năng lượng lành đó có thể là mình hồi hướng đến cho cha mẹ được. Ai là người, ai Nam Tông thì tụng kinh theo Nam Tông, ai Tịnh Độ thì tụng theo Tịnh Độ, ai Mật Tông thì tụng theo Mật Tông. Cái quan trọng là cái tâm của mình là thành tâm. Và khi mình tụng kinh đó là mình chú tâm vào cái việc tụng kinh. Thì khi mà mình chú tâm vào cái việc tụng kinh đó đó, thì có được hai điều. Một đó, là cái tâm mình được yên tĩnh đó. Và hai là nó tạo ra một cái năng lượng tốt lành, nó tỏa ra một cái năng lượng tốt lành. Cái người nào mà hàng ngày tụng kinh niệm Phật thì cái gương mặt của họ nó sẽ thay đổi liền. Thí dụ như người đó hồi trước là gương mặt rất là hung dữ, nhưng mà tụng kinh niệm Phật một thời gian là thấy mặt hiền lành liền. Đó. Cho nên nó ảnh hưởng lên trên cả cái thân. Người ta nói trong một cái cuốn sách của người Nhật, họ viết về cái The Power of Water, cái năng lượng cái của nước. Thì người ta thí nghiệm như thế này. Người ta lấy một cái nước đục, nước trong một cái ao rồi dưới dơ đó, người ta để vào trong cái chai á, xong rồi á là ngồi tụng kinh hoặc là mình nghĩ đến những cái điều lành đó. Nhìn cái nước đó rồi mình nghĩ đến cái điều lành, hoặc là mình niệm Phật, hoặc là mình tụng kinh, thì cái nước đó nó trở thành ra nước trong lành. Mà họ thí nghiệm đàng hoàng, tức là họ lấy cái nước mà dơ đó, họ bỏ vào trong kính hiển vi á, họ cho đông lại, xong rồi họ bỏ trong kính hiển vi họ xem á, thì họ thấy là cái nước mà đục á là nó cái kết cấu của nó đó nó lung tung hết. Nhưng mà khi mà tụng kinh xong rồi á, mới lấy cái nước đó đem để trong kính hiển vi mà nhìn lại đó, thì cái nước nó giống như một cái hoa, nó kết cấu đẹp như một cái hoa vậy á. Thì họ chụp hình nó đàng hoàng, họ làm viết ra cả một cuốn sách. Thì mình thấy rằng là cho nên á, có khi chư tăng tụng kinh trong cái ly nước cái xong rồi rải cho Phật tử đó, là bởi vì sao? Bởi vì cái này là nó khoa học chứ không phải là mê tín. Nhiều khi mà thấy rải nước này mình tưởng là mê tín, nhưng mà không phải. Cái nước khi mà mình chư tăng tụng kinh vào đó, thì cái nước ở đó nó trở thành ra là nó, vì cái nước đó, người ta nghiên cứu, người ta thấy nước nó có cái thu cái năng lượng, nó thu năng lượng. Bây giờ nước, một cái bình nước hoàn toàn trong như thế này, mà bây giờ mình ngồi mình cứ nghĩ xấu về nó, hoặc là mình cứ chửi bới gì đó, nó nói những cái lời độc ác gì đó, thì người ta đem ra nghiên cứu lại, thì lấy cái nước đó đem ra, người ta bỏ trong kính hiển vi, người ta thấy là nó
trở nên là rất là xấu. Mà ngược lại cái nước rất xấu mà lại mà tụng kinh rồi á thì để vô cái niệm vi là thấy nó rất là đẹp. Vì vậy cho nên cái việc mà mình tụng kinh, bất kỳ là kinh gì, nhưng mà quan trọng là khi mình tụng kinh là tâm mình có thành tâm và có thanh tịnh trong sáng hay không. Nếu mình thành tâm và thanh tịnh trong sáng á, thì tụng kinh gì cũng có thể là hồi hướng đến cho cha mẹ qua vạn của mình được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch sư ông, con có hai câu hỏi, một câu liên quan tới phần lý thuyết, một câu liên quan tới phần thực tế. Con mong ông vì lòng từ bi của mình giúp con giải đáp. Thứ nhất đó là sư ông giúp cho con hiểu rõ thêm một cái khái niệm, đó là đi tu báo hiếu. Con thấy hiện tại bây giờ phát triển rất là nhiều, đặc biệt nhất ở trong Phật giáo Nam Tông, đó chính là đi tu gieo duyên. Việc đi tu gieo duyên như vậy thì nó có liên quan như thế nào, có mối quan hệ như thế nào đến việc báo hiếu đến cha mẹ? Ý thứ hai con muốn hỏi đến sư ông là bản thân con là một giáo viên cấp 3, dạy dỗ các em các lứa tuổi từ 16 cho đến 18 tuổi, cũng gặp rất nhiều là khó khăn. Bản thân con khi tiếp xúc với phụ huynh á, rất là nhiều phụ huynh khi nói chuyện đến con á, thì phụ huynh rất là đau lòng khi mà có những đứa con phải nói là rất là ngỗ nghịch. Bản thân con là một giáo viên thì con chỉ biết dùng cái phương pháp là dùng cái lời nói và thuyết phục, cũng như là giáo huấn các em hiểu rõ về những cái lỗi lầm các em đã làm và hiểu đúng như thế nào là một cái người con ngoan. Thì con thấy là cái phương pháp này cũng được, nhưng mà nó chưa có thật sự là hữu hiệu. Con mong sư ông là hướng dẫn cho con, rồi chỉ cho con thêm một cái phương pháp nào nữa giúp cho giáo dục một đứa trẻ ở cái lứa tuổi như vậy được tốt hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Phật giáo mình là có hai cái việc làm mà khá hiệu quả, đó là việc tu giao duyên ở các nước Phật giáo Nam truyền, như ở tại Thái Lan hay là Miến Điện, thì cái tu giao duyên như là một cái nghĩa vụ quân sự luôn á, giống như nghĩa vụ quân sự bên này là nghĩa vụ tu hành, nghĩa vụ đạo đức, kể cả nhà vua cũng phải là phải tu giao duyên, tức là phải có một cái, như ở Thái Lan chẳng hạn, như vua Thái Lan á, là vẫn phải đi đi tu một thời gian, mà cái tu đó là tu giao duyên thôi, tức là để mình sống một cái đời sống mà đạo đức. Ở các nước đó thì nó có một cái chuyện rất cũng hơi buồn cười là thế này, nói là buồn cười nhưng mà buồn cười là bởi vì mình thấy lạ thôi, chứ còn điều này là rất là tốt, là một người thanh niên mà có đi tu giao duyên thì xin việc làm người ta sẽ cho làm việc dễ hơn, hoặc là lấy vợ thì mà có tu giao duyên thì người ta sẽ gả con dễ hơn, đại khái như vậy. Tức là người ta tin rằng là có cái thời gian tu giao duyên như vậy là một thời gian mà biết tu tập tu tâm dưỡng tánh. Thì cái người đó sẽ khi mình làm việc hay là lập gia đình thì cái người đó sẽ sống biết đạo, biết sống đúng tốt hơn. Với lại cái tu giao duyên nó cũng có cái hay thế này. Mình nhiều khi mình rất muốn có một thời gian để mình tu tập miên mật, nhưng mà vì công việc ở đời nhiều quá đấy, cho nên mình không có thời gian, thì mình phải tranh thủ có một cái lúc nào đó mình vô tu giao duyên. Chứ còn mình muốn tu nhưng mà không thể nào mà tu được, bởi vì bây giờ đã có gia đình, có cha mẹ, mình phải có bổn phận gì đó, mà bây giờ mình tu luôn thì không được. Thì lúc đó nó cái giải pháp tu giao duyên là để giúp cho cái người đó có thể tiếp cận với cái đời sống tu tập.
Cho nên cái tu giao duyên chẳng hạn như cái chùa của thầy đó là họ đăng ký tu giao duyên quá nhiều, là luôn là phải đăng ký trước rất là lâu mới được, chứ còn không là cái khóa tu giao duyên là luôn luôn là đầy người, là phải đưa qua khóa 2, khóa 3, khóa 4. Đại khái là vậy. Cho nên cái việc tu giao duyên cũng là một cái biện pháp tốt. Và còn cái thứ hai đó là các cái khóa tu cho các em. Nhiều chùa là tổ chức rất thành công trong cái việc mà tổ chức cái khóa tu cho các em. Vì khi trong cái khóa tu đó đó, các em đến mới là học cái hiếu thảo với cha mẹ như vậy, như thế nào. Chẳng hạn như có cái nhiều trường hợp như thế là con cái ở nhà thường thường là không có làm gì hết, cha mẹ làm hoặc là có người giúp việc làm hết rồi, cho nên các em không có làm gì hết. Nếu mà học rồi rảnh ra thì chơi thôi chứ không làm gì cả. Nhưng mà sau khi đi học một cái khóa tu giao duyên, không phải tu giao duyên, khóa tu về á, thì bắt đầu là biết hiếu thảo với cha mẹ hơn, rồi biết làm công việc. Giống như trong năm cái điều đó, làm công việc đỡ đần cho cha mẹ, giúp cha mẹ làm việc này, việc kia đó. Cha mẹ mừng lắm. Cha mẹ nói là con tôi nó không bao giờ nó làm cái gì hết, mà bây giờ nó qua một khóa tu rồi, bây giờ về nó làm rồi, nó biết ăn nói, biết đối xử tốt đẹp. Cho nên đó cũng là một cái cách. Thì giáo dục ở nhà trường, rồi giáo dục ở chùa, vậy là cái cách. Bây giờ nó không có một cái công thức nào để mà nói được, bởi vì mỗi em mỗi khác. Cho nên cha mẹ phải biết rõ con mình nó là tính chất như thế nào để mà tùy cách mà nói. Nhiều khi cha mẹ có một cái sai là cứ thấy con sai là cứ la mắng thôi, mà không biết cách nói. Mình phải nói cách sao đó mà để cho nó nghe, nó thấm được á. Ví dụ như là thầy về thăm ông anh thầy bây giờ là tới 90 mấy tuổi rồi, thì ở Huế đó, thì trong nhà mới nói rằng là có một đứa cháu nó hư hỏng, bây giờ nó đi chơi với bạn bè rồi nó chơi game được không, nói cho nó bắt đầu là nó hư hỏng rồi, mà trong nhà không ai nói được cả. Thì khi thấy cháu nó đi học về đó, thầy mới kêu vào mới là vỗ về thương yêu nó, rồi ban đầu mình phải có cảm tình với nó, tức là nó phải có cảm tình với mình cái đã, nói chuyện vui vẻ thương yêu nó, xong rồi mới là phân tích cho nó nghe, giải thích cho nó nghe. Thì năm sau về lại thì trong nhà nói rằng bây giờ nó học rất là ngoan. Thì cái này là cái do cái cách mình biết cách nói làm sao để mà cho các em có thể là nghe được đúng với trình độ của nó. Chứ nhiều khi mình nói quá đi thì nó cũng không hiểu, mà mình chỉ la không thì nó bất mãn. Cho nên là mình phải biết cách nói, biết cách giải thích, biết cách vỗ về thương yêu thì mới đó. Mà nhưng mà thương yêu chứ không phải là chiều chuộng quá. Thương yêu nhưng mà biết cách răn dạy, mà răn dạy trong thương yêu, chứ không phải là răn dạy mà quá là khắc khe đi ấy, thì nó này đôi lúc nó phản tác dụng. Thành ra thầy cô và cha mẹ là những cái người mà với lại là chùa, đó là những cái nơi có thể là giúp cho các em phát huy cái nhận thức và hành vi đúng tốt. Còn ai hỏi nữa không? Dạ thưa thầy, con xin có một câu hỏi như sau, nhờ thầy giải đáp ạ. Dạ theo thầy thì việc báo hiếu cha mẹ có nên kéo dài tới cả khi cha mẹ mất đi không ạ? Con cảm ơn ạ. Có thì trong năm cái điều mà hồi nãy thầy nói đó, tức là bốn điều đầu á, là khi cha mẹ còn sống,
Khi cha mẹ còn sống thì là vâng lời cha mẹ, đỡ đần công việc cho cha mẹ, giữ gìn truyền thống đạo đức của gia đình, rồi phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu. Và khi cha mẹ đã qua đời rồi đó, thì cách báo hiếu duy nhất, mình thì mình thường hay thờ cúng. Thờ cúng là một cái tập tục tốt. Nhưng mà thờ cúng như vậy á, nó có một cái điểm sai này mà Phật tử mình nên lưu ý. Thường thường trong trong quần chúng á, thường hay là hàng năm là thỉnh mời ông bà cha mẹ mình về để ăn Tết, hoặc là thỉnh về để mà cúng dỗ gì đó. Nhưng mà nếu như vậy thì mình không cho cha mẹ mình đi siêu thoát hay sao? Mình cứ muốn giữ cha mẹ mình ở ngoài, ở trong cái cảnh, cái cõi âm như vậy. Đó là một sai lầm. Mà mình phải làm phước hồi hướng để cho cha mẹ mình được siêu thoát. Siêu thoát sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Như là, như bên truyền thống Nam Tông á, thì khi một cái người thân nhân của mình qua vãng á, thì lúc sắp hấp hối á, thì thỉnh chư tăng về tụng kinh. Tụng kinh là như là để làm gì? Tụng kinh để cho cái người chết á, cái tâm họ vực, cho họ không có, lúc đó họ không sợ hãi lo lắng, mà mình có tụng kinh là giống như là cái giúp cho cái năng lượng của họ, tâm họ ổn định hơn. Đó. Rồi á, nhưng mà bởi vì á, hầu hết nếu những cái người mà không có hiểu đạo một cách đúng tốt á, thì đa phần á, là dễ bị là quyến luyến, dính mắc. Thí dụ như là người mẹ chết thì là dính mắc con cái, dính mắc của cải, dính mắc cái này cái kia gì đủ thứ. Cho nên khi chết là không siêu thoát được. Mà theo đạo Phật á, thì giúp cha mẹ mình siêu thoát sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Cho nên khi mà cái người thân mình mất qua đời, cha mẹ mình qua đời, thì thỉnh chư tăng đến để bác. Bên Nam Tông thì thường hay có để bác á, thỉnh chư tăng tới rồi trong nhà mới để bác, rồi chư tăng mới là giảng pháp. Thì khi giảng pháp đó là vừa giảng pháp cho người sống mà vừa giảng pháp cho cái người đã chết. Nếu như cái người đã chết đó chưa có siêu thoát, thì khi họ nghe pháp và họ hưởng được cái phước mà hồi hướng thì sẽ siêu thoát ngay tại đó. Có thể siêu thoát liền, chứ cũng phải nói là đời phải 49 ngày. Tức là tùy theo cái phước của mỗi người đó. Có người thì họ vừa tắt thở là họ có thể đi tái sanh cái cảnh giới khác rồi. Có người thì họ còn ở lại, nhưng mà sau khi nghe pháp hay là được hồi hướng thì họ siêu thoát liền. Còn người nào mà không có được ai làm gì hết á, không có được ai làm phước là hồi hướng gì hết á, thì khi đó mới là phải là 7 ngày, 49 ngày gì đó. Chứ còn nếu mà đã được gia trì á, thì có thể siêu thoát ngay. Mà con cái đó thì cứ hay, con cái là có một cái vợ thế này. Cái này cũng là mình tưởng là có hiếu nhưng mà thật ra là bất hiếu. Thí dụ như là khi mình sinh con ra rồi là mình lo đi làm cho nên bắt cha mẹ mình lại giữ con cái dùng. Rồi bây giờ khi mà cha mẹ đã qua đời rồi cũng muốn giữ lại để cho cha mẹ phải là hộ trì cho mình. Thế nhưng về mình quá ích kỷ, mình không muốn cho cha mẹ mình được siêu thoát. Đó là mình ích kỷ. Cho nên cái cách nhìn đó mình nên thay đổi. Là làm trong đạo Phật thì là làm cái tốt nhất là mình có hồi hướng bằng cái tâm lực và phước lực. À, tức là một cái năng lượng lành để giúp cho cha mẹ mình được sớm siêu thoát. Thì đó chính là báo hiếu lúc mà cha mẹ đã qua đời. Cho nên tiếp tục hiếu thảo đối với cha mẹ khi cha mẹ qua đời chính là hồi hướng cái phước đức đến cho ông bà cha mẹ mình.
hình như là hết giờ. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Sư Thầy. Con xin có một câu hỏi, hai câu hỏi như này. Thực ra thì con được học về Đạo Phật, con thấy nó là một điều rất là hiểu đạo, là một điều rất là tuyệt vời. Hôm nay được tri ân Thầy, là được nghe những bài giảng của Thầy. Thì con là một người cha, nên con thấy rằng là một cái điều đối với một người con, thì con thấy nếu như mà con của con ấy mà được an lành thì là một điều rất là tuyệt vời, và con lúc nào cũng hy vọng cái điều đấy. Vì thế con tự suy từ mình và ra rằng là cái điều mà nếu con làm những điều thiện như thập thiện Thầy nói thì con cũng được an lành, mọi người cũng được an lành. Vì từ thế là một cái điều rất là hiếu với bố mẹ con, vì con được an lành mà. Và những cái người xung quanh hay là những thiện tri thức thì cũng là những người cha người mẹ của nhiều đời nhiều kiếp của con cũng được an lành. Tuy nhiên thì con có một câu hỏi là bản thân con hay là cha mẹ của con đều có tập khí, ví dụ như là cha của con rất là thích uống rượu. Vậy thì đối với những cái tập khí đấy thì làm sao để có thể báo hiếu được? Bởi vì nếu như ngăn cản thì rất là khó, mà thuận theo thì lại nghịch với điều đấy. Con cảm ơn ạ, con xin tri ân. Cũng có một số trường hợp mà cha mẹ rơi vào những cái thói quen xấu, mà mình cũng không làm sao mà giúp được, thì cũng phải đành chịu thôi cho sao giờ. Nhưng mà mình cứ hết lòng thôi, tức là mình cứ làm hết lòng, còn được hay không được thì còn cái phước của cha mẹ, còn cái căn cơ trình độ hay là cái phước của cha mẹ là có nhận được hay không. Còn mình thì con thì mình cứ hết lòng đó, nên là tầng nhân lực tri thiên mệnh, tức là mình cứ tầng nhân lực trước, mình cứ hết lòng trước, khuyên bảo trước, rồi là sau còn cha mẹ làm được hay không, không làm được thì cái đó mình cũng không thể nào mà không thể nào mình làm cách nào được. Nhưng mà mình nếu như, bởi vì trong cái thiền ấy, nó có nhiều thứ, cho nên nếu mà có một người nào nó đã thành cái thói quen không tốt về một mặt nào đó rồi á, thì mình có thể khuyến khích những cái mặt tốt khác, ví dụ như là nghe pháp hay là làm những cái điều phước thiện khác để giúp cho cái nghe pháp để hiểu này, rồi nhờ những cái phước thiện khác đó làm cho cái tâm lực của họ nó mạnh lên đó, thì có khi tâm lực của họ mạnh lên thì họ có thể vượt qua được. Chứ còn nếu mà mình ngăn cản thì cũng khó. Nên là mình sẽ giúp tạo điều kiện để làm những cái phước thiện khác. Bây giờ đã hết giờ, cho nên là thầy trước hết là cảm ơn tập đoàn Sun Group đã tổ chức cái buổi lễ bông hồng cài áo và để tôn vinh cái lòng hiếu thảo. Cảm ơn chư tăng đã tham dự để khuyến khích cho các Phật tử trong cái buổi lễ hôm nay, và cảm ơn các Phật tử đã đến tham dự và lắng nghe về cái sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, bổn phận của con cái đối với cha mẹ như thế nào, và cái đạo Phật xem cái việc mà hiếu thảo đối với cha mẹ là quan trọng đến đâu. Và trong rất nhiều kinh của Đức Phật đã là đề cao cái sự hiếu thảo,
Và trong ngay trong đời sống của mình đó, dù cho không phải là Phật nói hay là Chúa nói hay là không tự nói đi nữa, thì mình là cái con người thì cũng phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Vì đó là không, khi mà mình không hiếu thảo với cha mẹ thì cho dù mình có làm cái điều gì đi nữa thì cũng không có không thể nào mà tốt đẹp được. Khi mà một cái việc mà đơn giản nhất mà cần thiết nhất mà mình còn không làm được thì mình có làm được những cái việc khác ấy, cũng không có đem lại những cái phước đức thật sự, đem lại cái an lạc thật sự cho mình. Cho nên là một lần nữa là tán dương tập đoàn Sun Group đã tổ chức cái buổi lễ trong cái mùa Vu Lan này, và chúc cho các vị lãnh đạo trong group cũng như là các cán bộ công nhân viên được mọi sự an lành, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được trân trọng cảm ơn Bạch Sư Thầy. Và kính thưa quý vị, trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Viên Minh, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ dành tặng cho Sinh World Baden Mountain hai câu đối được đặt tại khu xá lợi Phật, xem như phước duyên thành dành cho Sinh World Baden Mountain. Và sau đây xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy, Giám đốc Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh, sẽ lên cung thỉnh và tiếp nhận hai câu đối từ phía Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Viên Minh, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Viên Minh sẽ trao tặng hai câu đối cho Sinh World Baden Mountain. Kính thưa quý vị, hai câu đối này sẽ được đặt tại khu xá lợi Phật, khu du lịch Sinh World Baden Mountain, xem như phước duyên lành của Trưởng Lão Hòa Thượng Viên Minh dành tặng cho Sinh World Baden Mountain nói riêng, cũng như vùng đất Tây Ninh nói chung. Và xin kính mời bà Trưởng Lão Hòa Thượng Viên Minh sẽ cùng giải thích ý nghĩa của hai câu đối này ạ. Hai câu đối này là xá lợi lưu truyền